Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ý kiến trái chiều xung quanh đám tang của Đức Pháp Chủ Phật giáo Việt Nam. Đức Pháp Chủ Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã qua đời ở tuổi 105, đem lại rất nhiều câu chuyện đáng ghi nhớ về cuộc thanh bần của một bậc chân tu. Tuy nhiên, hình ảnh đám tang sử dụng chiếc quan tài đắt tiền, kim quan đúc bằng gỗ nguyên khối trăm năm tuổi, đi ngược lại lời di huấn của vị hòa thượng đáng tôn kính, khiến nhiều người dân tỏ ra rất bất bình. Đây là hình ảnh đám tang linh đình cùng chiếc kim quan đúc bằng gỗ nguyên khối trăm năm tuổi. Bên cạnh đó, hình ảnh đời sống thanh bần của bậc chân tu đã khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Người chân chính thường bất hạnh, sống mượn danh, chết bị mượn xác. Facebook Trần Anh Quốc đã đưa ra bình luận như vậy. Còn tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện thì tự sự rằng: thực lòng hôm nay từ tổ đình Viên Minh ra về, lòng rất buồn. Và nghĩ là hòa thượng thật vô cùng thông tuệ, quá hiểu đạo và đời, nên mới để lại di huấn rằng: nếu quý vị tưởng nhớ tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình, hồi hướng công đức cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Xếp hàng rồng rắn nhưng bị các đoàn quan chức và các đại gia chen ngang nên mãi mới vào được chức linh đài để lễ kim quan được. Càng quan chức to thì lời sướng tuyên loa càng dài và lời dẫn lời mời càng dài, chờ càng lâu. Và nhìn ra xung quanh kim quan thì thấy người ta không làm theo di huấn của ngài, kể cả là kim quan nữa. Còn nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh thì viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: vùi dập bậc chân tu. Ông cụ Viên Tịch để lại chút dư âm trong sáng, được nhiều người dân xem là bậc chân tu quý hiếm. Trong thể hồng trần mông muội này, chúng cũng tìm cách vùi dập và không thương tiếc bằng một đám ma phù phiếm đầy tính tham sân si, chỉ dành cho bọn trọc phú vô học. Kẻ nào đã phá tan nát Phật giáo từ trong ra ngoài như vậy? Câu hỏi được đặt ra. Và chiếc hòm không nhiều tiền nhưng nguyên một cây cổ thụ trong rừng đấy, mỗi người chết chơi một cây vậy là chết người hàng loạt qua lũ quét đấy. Đây là hình ảnh chùa Giáng, Viên Minh Tự, nơi vị Pháp Chủ Phật giáo trụ thế trăm năm tu tập, tự cày ruộng làm vườn mà sống. Còn Facebook Thợ Gò thì bình luận tiếp như sau: khi Đức Phật Viên Tịch thì cũng nằm dưới gốc bồ đề, nhục thân cũng chỉ đốt bằng củi. Nay mấy ông này học tàu, bày vẽ ma chay linh đình, cái hòm bằng gỗ quý thì mới gọi là cung kính. Bởi vậy, sư sãi giờ nhiều ông tự xưng là thích, nhưng không phải thích ca mổ ni, mà thích đủ thứ là như vậy. Facebook Hạnh Vũ Xuân thì cho rằng, đơn sơ nhẹ nhàng thì toát lên đạo hạnh cao thâm. Hào nhoáng, hoa hòe, xa hoa, phô trương thì toát lên sự phủ phiếm, tiếc thay. Nguyên là khi còn sống, hòa thượng có lời dặn dò về lễ tang của mình rằng: sau khi tôi theo hầu Phật tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức đơn giản, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không có vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của tăng ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại xứ của mình, hồi hướng công đức cho thế giới hòa bình, nhân sinh, an lạc. Dù được suy tôn ở ngôi phẩm cao nhất của Phật giáo Việt Nam, ông vẫn ở ngôi chùa làng, tức là chùa Giáng, còn gọi là Viên Minh Tự để kế thừa tổ nghiệp và từ chối di chuyển đến chùa Quán Sứ. Ngài không muốn xây chùa to, đúc tượng lớn, vì ở nơi đó lòng tham sẽ dày thêm và nghiệp thêm nặng. Chùa không nên có tiền, tôi không ở gần tiền được, ông nói. Đây là hình ảnh được suy tôn ngôi vị cao nhất của giáo hội, nhưng sinh thời Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ từng nhắn gửi: mọi người đừng gọi mình là Pháp Chủ, mà hãy cứ nhìn ông như một lão tăng thanh bần sống trong ngôi chùa của làng. Bí quyết sống lâu của Hòa Thượng chỉ là trước hết phải sạch sẽ từ thân đến tâm. Thầy là người trực tiếp cày ruộng, cuốc đất, trồng rau để tự nuôi mình, mà không bao giờ nhận của Phật tử một đồng tiền bát gạo nào cả. Phật tử đến thăm chùa, thăm ngài, ai có biếu tiền, ngài đều cho vào mấy cái chum để tiền của chùa, chứ không để riêng. Cách đây khoảng 20 mấy năm, có thôn cùng xã xây chùa nên xin ngài tiền để về xây.
ngài mở mấy cái chum ra, bốc cho mấy bốc, được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chứ không đếm. Có một quý thầy kể lại rằng vào khoảng năm 2008, nhằm đấu tố Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bây giờ là xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chính quyền thông qua cơ quan truyền thông đã phỏng vấn nhiều nhân vật Phật giáo. Khi hỏi Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, ngài đáp rằng trong Phật giáo có hai dạng Bồ Tát, thuận hạnh và nghịch hạnh. Thuận hạnh thì dễ biết, dễ nói, nghịch hạnh thì bất khả, tư thì không thể nói được. Lời tâm thúy này quả thực không những là yếu chỉ của Phật giáo mà thể hiện toàn diện tinh thần xuất thế của các bậc chân tăng Phật giáo để nhập lưu vào dòng sử Việt Nam. Khi ngài được suy tôn là Đức Pháp Chủ, ngài quyết từ chối. Các chư tôn đức của giáo hội kéo về chùa ép ngài nhận. Một trong những lý do là để ngài lo quán xuyến việc hoàn thành bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đến đám tang Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ. Sau khi từ chối không được, ngài ra điều kiện là ngài vẫn ở lại trong ngôi chùa làng chứ không ra chùa quán xứ Hà Nội. Sống được bao nhiêu năm không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời, cho đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, ngài Pháp Loa chỉ 47 năm, mà công nghiệm thì bất khả tư nhì. Tôi trụ thế này nay đã hơn 100 năm, ở chùa cũng đã gần 100 năm. Nghiệp là tu hành, nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng. Chưa từng dám lạm dụng một bát gạo đồng tiền của tín thí nhập phương. Bao giờ chư Phật, chư Tổ gọi thì tôi về. Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ có lần đã chia sẻ với báo Tuổi Trẻ như vậy. Trái ngược với xu thế chùa to tượng lớn, xây chùa phá rừng, xây chùa để kinh doanh Phật, dựng tượng Phật để móc tiền dân đã trở thành một vấn đề nhức nhối tại Việt Nam từ nhiều năm nay. Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ có một câu nói của báo chí và dân mạng hay nhắc đến nhiều trong mấy năm gần đây rằng trong chùa không nên có tiền, tôi không ở gần tiền được. Còn Facebook Thái Hạo thì có bình luận như sau. Thực ra đây là giới luật hiển nhiên trong nhà Phật, không phải điều gì đặc biệt và phi phàm cả. Người xuất gia chân chính không được cất giữ tiền bạc. Tại sao có điều ấy? Vì thì sợ mất, sợ vì tâm bất an, có tiền thì dục lạc dễ sinh, rồi xây cất chùa to, tượng lớn, mua sắm không dứt, tiền bắt con người làm nô lệ, chạy theo không bao giờ dừng được. Chỉ cái điều lạ là tại sao một giới luật thông thường như thế mà các vị sư ngày nay không mấy ai biết đến. Họ không biết hay không muốn biết. Trong Phật Pháp, điều luật này gần như là bài học vỡ lòng của mẫu giáo vậy. Đây là hình ảnh hàng loạt công trình xẻ núi làm chùa liên tục xảy ra trong suốt 20 năm qua. Tại sao Phật lại lựa chọn một cách tiêu cực như vậy để tu hành? Câu hỏi được đặt ra. Vì tâm con người vốn yếu đuối, nó không đủ mạnh mẽ, cũng không đủ dũng khí để đoạn dứt được khi tắm mình trong sự cám dỗ tứ phía. Có tiền trong túi mà không mua sắm là khó, nhưng không có tiền thì thôi, nó dễ hơn rất nhiều. Chính bởi cái bản tính tham lam, khó kìm giữ này, ông Phật hiểu hơn ai hết nên mới chế ra cái luật cấm học trò giữ tiền. Tất nhiên con người, xã hội thì không áp dụng phương này được, nhưng nó vẫn cần những cách khác nhằm đạt đến mục đích ngăn mầm tội ác. Người ta cũng tiếc cho ông Nguyễn Quang Tuấn, một nhân tài đất Việt đã sa chân vào hố sâu của tội lỗi khi ăn tiền trên sinh mạng của dân chúng. Nhưng kỳ thực, điều ấy không có gì lạ. Còn cái cơ chế này thì có hàng vạn ông Nguyễn Quang Tuấn cũng như thế. Người tu hành ngày nay phần nhiều ngụy biện, họ nói có tiền cũng tốt vì để hoằng pháp, để phổ độ chúng sinh, để làm Phật sự hành hạnh, Bồ Tát đạo vân vân. Phần nhiều là nói láo cả. Chùa, đất, Phật vàng. Trong lịch sử Phật giáo, các vị cao tăng, thực đức đều lìa xa vật dục, sống thanh bần, tự an, vô cầu, vô dục, nhưng lại thường để lại di sản, tinh thần vô giá cho con người và nhân loại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Hai ngày 25 tháng 10 năm 2021 với bản tin Ý kiến trái chiều xung quanh đám tang của Đức Pháp Chủ Phật giáo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.